Thanh Thảo lần đầu khoe ảnh con trai Ngô Kiến Huy lúc nhỏ, nhắc lại chuyện năm xưa. Để đón được con trai nuôi sang Mỹ sinh sống và có được cuộc sống ổn định như ngày nay, Thanh Thảo đã từng rất vất vả. Ít giờ gần đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thanh Thảo, cô viết đôi dòng nhật ký kể lại khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam và những ngày đầu sang Mỹ đầy xúc động. Trong những dòng chia sẻ đó, ấn tượng nhất chính là những câu cô viết về cậu con trai nuôi của mình, bé Zaki Minh Trí. Lần đầu tiên loạt ảnh lúc nhỏ của cậu bé Zaki Minh Trí được Thanh Thảo tiết lộ. Bé Minh Trí lúc nhỏ bên mẹ Thanh Thảo. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm chuyện xưa, khoảng thời gian bé Minh Trí mới chào đời, chuyện tin ồn ào của mẹ bé Thủy Anh và bố ruột Ngô Kiến Huy được nhiều người chú ý. Để đảm bảo cuộc sống riêng tư của con trai, mẹ nuôi đã từng nghĩ đến việc sẽ tạm xa lánh showbiz Việt một thời gian, chờ mọi việc lắng xuống rồi tính tiếp. Bởi với cô, quan trọng nhất là không muốn con trai lớn lên cùng với những bài báo liên tục nhắc đi nhắc lại câu chuyện không hay của ba mẹ nó. Không muốn con đến trường với những ánh mắt dòm ngó con là con của ai, rồi những đặc cách dành cho con vì con là con của mẹ Thanh Thảo. Lo sợ tuổi thơ con sẽ không bình yên và đơn giản như mọi đứa trẻ khác, nên mình đã quyết định cho một sự thay đổi lớn. Và cũng khoảng thời gian đó, cơ duyên tình cờ ập đến, cô quyết định sang Mỹ hoạt động nghệ thuật. Dần dà đón được Zaki Minh Trí sang học sau một quá trình dài thực hiện các bước theo quy trình của pháp luật, cả Việt Nam lẫn bên Mỹ. Hiện tại, Minh Trí đang theo học lớp 2 ở Mỹ cùng bạn bè đồng trang lứa. Thanh Thảo tự hào vì những gì bé thể hiện và được cô giáo công nhận. Ngày con đến nhận lớp, cô giáo lo ngại con không biết tiếng Mỹ thì sẽ khó cho con. Nhưng sau bài test đầu tiên, cô giáo ngạc nhiên với vốn tiếng Mỹ của con. Đó là do mẹ cho con đến nhà trẻ quốc tế. Từ lúc 18 tháng, từ khi con còn ở Việt Nam, sau 4 năm thì bây giờ con của mẹ đang học lớp 2 và được chọn là một trong 20 em học sinh tham gia chương trình GAY, nói nôm na là lớp điểm. Học chương trình khó hơn chút và nếu con học giỏi hơn sẽ được nhảy lớp, búp bê Thanh Thảo tiết lộ. Được biết, cậu bé Zaki Minh Trí là con trai ca sĩ Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo. Tuy nhiên, cả hai đều không đi đến một cuộc hôn nhân, nên nàng búp bê quyết định sẽ nuôi con của em gái. Em Thanh Thảo cũng đã lập gia đình mới và có con gái ngay sau đó. Trong thời gian sống mẹ nuôi tại Mỹ, Minh Trí được biết đến là cậu bé thông minh, ngoan ngoãn và yêu mẹ quý em. Tuy nhiên, cậu bé cũng từng khiến Thanh Thảo khá buồn vì có khoảng thời gian Minh Trí tính cách ậm ương khi được bài quá chiều. Bé bắt đầu chống đối lại lời của mẹ, nghiện game và chỉ muốn ôm khư khư điện thoại cả ngày. Nếu mẹ tịch thu là giận dỗi, mặc dù trong nhà có rất nhiều sách và đồ chơi, bé đều bỏ qua. Mặc cho Thanh Thảo khuyên nhủ, mẹ ruột lại cho rằng phải cho bé chơi. Bà thậm chí còn nghĩ rằng con gái mình đang áp bức cháu, cho cháu ăn uống không đúng giờ giấc, bắt Minh Trí học cả ngày. Nghỉ có vài tiếng thì cháu sao chịu nổi. Cô than thở, mỗi khi con về ngoại trở về. Con như một đứa trẻ khác vậy đó, con không chịu tự làm gì cả. Con nói ngoại không cho con tự làm. Con tắm dơ lắm, ngoại không cho con rửa chén, xà bông hư tay con. Ngoại bắt đút con ăn vì con kén ăn. Ngoại nói con không được cái này, không được ăn cái kia. Hoàn toàn khác cô giáo và mẹ dạy, vậy con biết nghe lời ai đây? Ngoài ra Minh Trí cũng là cậu bé rất lười ăn. Thanh Thảo từng đăng status xin lời khuyên từ mọi người về cách dụ dỗ cậu bé ăn nhiều hơn. Cô tiết lộ, con chỉ ăn cơm, thịt kho, trứng chiên, lâu lâu ăn cái chiên, ép lắm thì ăn phở bò, phở gà, đi học thì ăn pizza, hot dog, chicken queen, chicken. Trái cây thì chỉ có táo, ngoài ra không ăn bất cứ loại rau hay trái cây nào, cũng không uống nước ép. Có lẽ vì hay bỏ bữa và ăn ít, lại không đủ chất nên Zaki Minh Trí không cao lớn như các bạn cùng lứa, nhưng Thanh Thảo lại không có cách nào để ép con ăn. Bà mẹ U40 khổ tâm cầu cứu cư dân mạng để tìm liệu pháp hay một loại vitamin nào đó để kích thích ăn uống, với mong muốn quan trọng nhất là giúp Zaki Minh Trí ăn uống đủ chất hơn. Mặc dù gầy gò, chiều cao khiêm tốn, nhưng cậu bé Minh Trí lại có ước mơ trở thành phi công khi trưởng thành. Đó lại càng là lý do khiến Thanh Thảo bận lòng hơn nữa.